Thành đoàn Hà Nội tổ chức ra quân hai chiến dịch Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh năm 2024 với sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên thanh niên là thanh niên công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang thủ đô. Đây là các hoạt động thường niên của Thành đoàn Hà Nội nhằm thể hiện vai trò trách nhiệm của tổ chức đoàn thanh niên, đặc biệt là đoàn viên thanh niên khối lực lượng vũ trang và khối công nhân viên chức thủ đô, góp phần tạo không khí sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ thủ đô trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 110 suất quà cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tặng các công trình phần việc cho các địa phương thuộc huyện Đông Anh. Ngay sau chương trình, Ban Thường vụ Thành đoàn tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như mở các gian bán hàng bình ổn giá, triển khai đặt đại lý bán hàng của VNPost, hướng dẫn sử dụng chữ ký số để đăng ký các dịch vụ trên trang dịch vụ công cho người dân, hướng dẫn cài đặt app EVN Hà Nội, tuyên truyền, giới thiệu ứng dụng công dân thủ đô số AI Hà Nội.